Thực vị hôm nay đã là 30 Tết và lúc này khi mà ai ai cũng đang tất bận soạn sửa cho gia đình mình đón một năm mới thì những công nhân vệ sinh môi trường thành phố Sơn La vẫn cần mẫn với công việc của mình. Họ chỉ ra về khi những con đường đã sạch rác. Đó luôn là những hình ảnh đẹp, thân thương với mọi người dân của thành phố. Những ngày này công việc của các anh chị em công nhân xí nghiệp quảng trường, công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La dường như càng gấp gáp, bận rộn hơn còn trường tây bắc là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động vui xuân đón tết vì vậy việc gìn giữ cảnh quan môi trường tại đây có ý nghĩa hết sức quan trọng công việc vất vả mệt nhọc như vậy nhưng các chị em công nhân vẫn rất vui và hạnh phúc khi được làm công việc gắn bó với mình suốt nhiều năm qua những ngày bình thường chúng tôi làm thì cũng vất vả nhưng mà gần những cái ngày dịp Tết đấy thì cái công việc của anh em chúng tôi thì cũng có thêm cái vất vả hơn nhưng mà được sự quan tâm của ban lãnh đạo bên tỉnh ủy các thứ là với lại bên cơ quan thì có một cái nguồn động viên rất là lớn lao đối với tinh để gọi là giúp sức cho anh em chúng tôi có tinh thần làm việc hơn. Đối với nhiều người Tết là dịp để nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình nhưng với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, đó lại là những ngày họ phải căng mình làm việc để đường phố luôn sạch đẹp. Họ tạm gác lại thời gian sum họp cùng gia đình để thực hiện nhiệm vụ làm đẹp cho phố phường, giúp người dân thành phố an tâm vui xuân đón Tết. Dù là mệt nhọc khó khăn nhưng mà các anh chị em và các lãnh đạo ở trong công ty cũng tạo điều kiện giúp đỡ và kịp thời động viên. Đây là bọn tôi rất là vinh dự và vui một thành phố văn minh sạch đẹp không thể thiếu sự đóng góp thầm lặng của những công nhân vệ sinh đang từng ngày từng giờ căng sức trên những cung đường một mùa xuân mới lại về các công nhân vệ sinh đã hết sức mình cho việc giữ gìn vệ sinh mỹ quan thành phố sẵn sàng làm việc xuyên đêm để cho đường phố sạch đẹp hơn để cho những ngày xuân cũng được trọn vẹn hơn